Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại. Thì tôi là Đức Anh. Thì hôm nay tôi sẽ làm một video về zombie nhầm. Đó, zombie là một cái đại dịch liên quan đến động vật đó mọi người. Đây các bạn thấy, đây dê núi này, zombie nu này, đây là zombie gấu này. Cái gì đánh tôi đấy? Đây zombie nhẹ đây, zombie đá điều, zombie khỉ, zombie sói đây. Ôi không đánh được vì nó hàng rào đây. Zombie kiến đây, zombie báo, zombie lạc đà, zombie bọ, zombie tê giác, zombie gà gô này đó. Nói chung rất nhiều ở dưới đây còn nữa, để zombie chim cút này, zombie sóc này. Zombie sóc mà có sừng. Cái Oraki này các bạn. Không dùng Oraki hay là cái gì đó. Thôi mình dùng tầm xa luôn. Không dùng cận chiến đâu. Đánh mì là được rồi. Nào. Chúc về video anh bấm like share của chúng mình cũng như thế ở nút chuột nhật bạn nhé. Ok, bắt đầu video các bạn. Đây thì đây là con map mình tự làm nha, đang quay đó con map này rồi. Ôi zombie không, ui rồi mình nhảy. Đóng cửa lại mày, quan đóng cửa lại rồi, đóng cửa lại. Cả một phát thôi mà tôi chảy máu chân rồi kìa. Được cả một phát thôi kìa. Uầy. Họ bắn trúng không? Ok. Tôi đã mời đủ người. Đó. À có sóc này. Có sóc nhà mày này. Ok, sóc nó chết rồi các bạn này. Nó chết là vào kiện. No. Mình chưa chạy cái... mình không thể chạy, mình không biết cài trigger. Nó bị kẹt nó kìa các bạn ơi. Ăn máy mi chống hồi máu. Ui, có cái gì đây? Kiến kìa. No. Cút. No. Cút. À. Dã nhân này, gấu. A, à, gấu. Đớp đau đấy. À kiến chúa. Con nhẹ kìa các bạn ơi. Nhẹ được rồi, nhẹ là chim thì cụt imu. Con gì cướp tôi, con gì cạp tôi đấy. Ồ hình như là có núp tim và hoa dịu dàng vào rồi kìa. Nó dí mình. Con gì đớp tôi đấy. Mày đi. Rồi, chết rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ các bạn nói là mình không dùng tiếp tục đi thì ok. Ô có Quỳnh Chi kìa. Zombie các bạn à. Mình phải nhắn là đi theo tôi, đi theo mình đây. À con gấu. Gấu chó. Ui có sóc. Trời hết hồn ba. Có sóc bất dậy. Có nhiều người vào thế. Xong mất dậy thế. Dám hù mình một phát các bạn à. Uầy, cái này mà dám hù mình láo nhỉ. Uầy, như trong kia nó còn nữa. Nhẹ là Zuki. Hả? Ồ, bên này một nhẹ. Bên cái cỏ gấu nữa các bạn à. Uầy. Đi ra. Đó xem có gì đâu không mà bắn sao bắn dữ vậy. Ô. Mày à bưởi. Ôi. À cua. Cua chó. Ui đau ghê cơ. Xuống đây. Ui bò. Hello. Cứu tôi. À đúng rồi. Sóc này. Sóc hả? Tôi bị kẹt rồi.
Kẹt rồi. Xong tôi chết rồi các bạn ơi. Đó, tôi respawn lại rồi này. Tôi respawn lại rồi. Thằng kia. Uầy. Ủa đúng là đây là một bãi chiến trường luôn đấy. Ở xuống đây, xuống đây. Đây là cái đường cống nha mọi người. Ê, zombie có cái đường cống ấy, giống như một Wazi nhưng mà lại là zombie động vật. Ôi, cái gì mà nhiều đây? Ôi đau quá. Ôi có khỉ nữa. Tôi kêu con. Tôi hét to quá để nó giết tôi chết luôn. Nó chết cái cảnh đấy. Hét to quá bị giết chết. Tôi phải lưu điểm hồi sinh. Ô. Gà mày. Để nó lưu điểm hồi sinh. No no no. No 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 no. Rồi xong tôi chết luôn. Ôi sao nó giết chết tôi luôn rồi. Ôi nhiều đấy. Hội đồng nhau à. Rồi xong hội đồng tôi chết luôn các bạn ơi. Ôi kiến đông thế. Có mất dạy. Ừ. Ô bà báo. Chơi hết hồn bay. Còn nhẹ này có nhẹ này. À nhẹ nào nhẹ con. Nhẹ con hả. Xong tôi chết. Đi tiếp thôi các bạn ơi. Và nhiều đồ thế mình lấp hết. Ô có khỉ có khỉ. Sóc này 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 sóc này. À nhẹ nhẹ chó. Chết đi chết đi chết hết đi. Chết hết cho tao nhanh lên. Chết hết đi. No. Ác. Kiến này thì kiến. Á sói sói sói. Sao mày phản bội tao ở Siro? Nắp cun nữa sao mày phản bội? Nắp cun là biểu tượng của tê giác nha mọi người, nắp cun ấy. Nắp cun gaming ấy. Nhưng các bạn không biết thì nắp cun gaming chính là biểu tượng của tê giác. Nắp cun lại phản bội mình nữa các bạn này. Á không mất dậy này. Ô chỉ có một đứa thôi các bạn ơi. Chỉ có Quỳnh Chi thôi. Nó giết tôi chết luôn đấy. Chết đây đi. Chết đi. Bây giờ có trò này hay nữa các bạn ơi. Ở đây không có ai nhỉ. Ó khỉ. Khỉ mày. Khỉ hả. Uầy cái này ghê lắm đây. Cái gì mà hội đồng nhau luôn à. Hội đồng nhau kìa. Để lên là mình mày trực thăng nhìn lên các bạn ơi. Ôi nó chịu một đống luôn. Ôi cái sao giết nổi. Ôi gấu nhiều đấy. Ôi ôi cái gì mà nhiều quá. Nhiều quá thế. Ở kia nó có cái gì thì các bạn ơi. Chết đi chết hết cho tao, chết hết cho tao. Mà điên cuồng luôn các bạn ơi. Mà chết hết cho tao, chết hết đi. Quầy gấu nhiều thế. Quầy gấu nhiều. Lệ hồn luôn rồi ôi, không biết giết đống này bao giờ mới hết đây. Nào quay rồi. Uầy, mình càng bắn kìa. Bắn càng lên kinh nghiệm. Bắn con bò kia luôn. Mình nắp cun luôn. Uầy, càng giết là càng xanh thêm. Tôi đang trên máy bay trực thăng các bạn à. Ở hội đồng nhiều thế. Đó, các bạn phải đè ship nha thì nó mới đứng yên. Các không đè thì nó sẽ bị lên. Chết các bạn ơi.
mát con kia mất dậy. Ôi đà điểu nó bu lên mình kìa. Giết cho hết luôn. Con kia mất dậy thế. Có nhiều sóc thế. Ăn thôi các bạn ơi, mình phải ăn thôi. Ui, nói chung rất nhiều luôn. Ôi báo kìa, kiến kìa. Ui, con sóc chơi hết hồn ba. Chuyến đằng sau luôn. Kiến hả? Ôi, có cả dê nữa hả? Tôi đi lên luôn, tôi vì tôi quá sợ. Tôi phải giết cho hết mới được. Tôi phải giết bằng được đấy. Phải đánh xíu. Ôi dồi ôi, gấu. Gấu nó bu. Bu hả? Bu 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 cu này. Ôi, nó súng này mạnh thế. Bắn vô hạn luôn kìa. Bản bượng mát của Simi. Mày chết để đi. Gấu 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 gấu. Chắc Simi xem video này chắc là sẽ đi like mình ấy. Wait, 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 wait. Cái gì mà trong khẩu này? Bắn linh tinh luôn. Bắn linh tinh luôn các bạn ơi. Bắn hư cái máy bay luôn. Ủa tất cả rời hết luôn rồi hả? Tôi phải tự tay giết thôi các bạn ơi. Nhảy cái gì? Mới rất nhiều kỳ luôn đấy. Nhiều gỗ vậy mà e. Uầy, nhiều như thế mà sao tôi chết nổi nhờ. Bò hả? Sóc sóc à. Tôi phải đè xít rất là dự, rất là chắc luôn. Tôi phải đi lên thôi các bạn ơi. Tôi phải đi lâu. Mất cái súng rồi. Tôi phải đi xuống nhặt cái súng mới được. Chết đã đi. Tôi giết đến nỗi mà. Ôi tôi sao tôi. Sao tôi tận hai mấy luôn kìa. Chết đã chết à. Thôi 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 đi lên, cho tôi lên, cho tôi lên, cho tôi lên. Có một chó này, có một chó này. Ôi tôi lên, tôi lên, tôi sợ quá rồi, tôi sợ quá rồi, tôi đi lên này. Mắt sao rồi, mắt sao rồi, sao nhỉ? Ui một đống. Thôi, dùng hết đồ. Từ từ mày à, bữa ấy. Từ từ. Yeah, victory rồi. Ui zombie gì mà ghê thế. Uầy. Ok và video này cũng dài. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Anh thích video này bấm like share ủng hộ cho mình. Quý thể ở nút chuẩn nhấn bấm nhé. Ok bye bye.